chống cướp biển, cướp có vũ trang trên biển là nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm và phức tạp bởi thường xuyên liên quan đến yếu tố quốc tế và các đối tượng thường dùng thủ đoạn rất tinh vi, ngoan cố và nguy hiểm. Các băng nhóm cướp biển thường có vũ khí và chống trả quyết liệt khi bị lực lượng chức năng phát hiện, truy đuổi. Với tình huống diễn tập chống cướp biển được đặt ra, cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển bằng các biện pháp nghiệp vụ đã khẩn trương, nhanh chóng triển khai phương án nhận diện, tiếp cận và đấu tranh khống chế nhóm đối tượng cướp biển và tìm cách giải cứu, đảm bảo an toàn cho các con tin. Tình hình cướp biển, cướp vũ trang trên biển ngày càng gia tăng và có tính chất liều lĩnh hơn. Chính vì vậy, yêu cầu lực lượng cảnh sát biển chúng tôi phải có trí tuệ, phải có bản lĩnh và có sức khỏe, có kinh nghiệm, muốn là đẩy phòng chống bọn cướp biển như là cướp vũ trang đạt hiệu quả. Vì vậy, một trong những nội dung cần thực hiện tốt đó là huấn luyện cho bộ đội để nâng cao trình độ chỉ huy, khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của bộ đội. Trong quá trình đấu tranh chống cướp biển, cướp có vũ trang trên biển thường có nhiều tình huống phức tạp như chữa cháy kho tàu hàng, cứu hộ, cứu nạn, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển phải tập trung cao độ, vô cùng linh hoạt, làm chủ các loại trang bị trên tàu và phối hợp nhuần nhuyễn thuần thục giữa các bộ phận, các lực lượng. Qua trải nghiệm thực tiễn quá trình chống cướp biển, cướp qua vũ trang trên biển được rèn luyện về từ những kỹ năng, kinh nghiệm nâng hạ xuồng trong điều kiện sóng gió phức tạp, sử dụng vòi cứu hỏa và các chiếc thiết bị phòng tay khác trong công tác cứu hộ cứu nạn, quá trình kiểm tra kiểm soát để đấu tranh với các lực lượng buôn lậu, các đối tượng cướp biển, cướp có vũ trang trên biển. Diễn tập là hình thức huấn luyện cao nhất. Thông qua lần diễn tập này, các cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển có thêm nhiều kinh nghiệm và kỹ năng trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ tác chiến chống cướp biển, cướp có vũ trang trên biển. Với ý chí quyết tâm, tinh thần dũng cảm, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể, cùng với sự vận dụng các tình huống một cách linh hoạt, sát với điều kiện thực tiễn tại thực địa và điều kiện vũ khí trang bị, cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển đã đấu tranh chống cướp biển, chống cướp có vũ trang trên biển một cách có hiệu quả. Thành công của tình huống diễn tập thực binh đã góp phần làm nên thành công của cuộc diễn tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp do Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam chỉ đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 triển khai thực hiện. Đây cũng chính là cơ sở giúp cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ trên biển.